Công an huyện An Biên đang tạm giữ đối tượng Võ Ngọc Bình, sinh năm 1993, ngụ tại Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 năm 2024, tổ công tác của Công an huyện An Biên trên đường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 68S1-67965 do Huỳnh Văn Kiệt điều khiển đi từ hướng huyện Châu Thành về huyện An Biên, phía sau chở Võ Ngọc Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong ba lô của Võ Ngọc Bình có một bịch ni lông được hàn kín, trong đó có chứa 4 bịch ni lông, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn trong suốt không đồng nhất, nghi vấn là chất ma túy. Tiến hành lấy lời khai, đối tượng Bình thừa nhận bản thân bị nghiện ma túy. Các hạt tinh thể màu trắng bị lực lượng công an bắt giữ là ma túy đá. Y nhận vận chuyển cho một đối tượng tên D không rõ nhân thân lai lịch, sinh sống trên địa bàn An Biên với giá 2 triệu đồng. Khi chưa kịp giao số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.